Bài số 2. If You Want My Love qua dàn Kenwood Say Chung, dàn một dàn chung cao cấp tại thời điểm ra mắt, đó là con Kenwood H5. Các bạn, đây là một cái dàn có công suất riêng cái phần âm ly. Đây, cái thất dưới bên này là cái thất âm ly nè các bạn, 120W, và tổng công suất tiêu thụ của cái dàn máy này là 150W nha các bạn, gồm 4 thất: thất âm ly, thất equalizer, thớt đây là thớt MD và đây là thớt CD, 6 đĩa CD, 1 MD. Và chúng ta đang giải mã, chúng ta đang giải mã optical nè các bạn, giải mã cổng quang optical. Ở phía sau đây là cái cổng quang optical nha các bạn, đây cổng quang optical. Gắn giải mã bằng đĩa mồi, chúng ta đang để một cái đĩa bên trong. Stop. Đó, mình đang mượn một cái đầu MD để xuất tín hiệu cổng quang qua cái thất MIDI này để giải mã optical. Đây các bạn thấy đây chứ digital không? Đó, red input nè. Đó, digital 2. Có hai cái đèn led, hai cái vu trái phải đánh lên left right. Và chúng ta chỉ cần đơn giản là bấm nút red này là giải mã 24 bit từ trên TV xuống smart TV, Android box, FPT box vân vân. Và chúng ta đang sử dụng tín hiệu cổng quang optical để giải mã, và chúng ta có thể chơi đĩa MIDI riêng biệt. Play MIDI ở đây, mỗi cái thớt nó có màn hình riêng rất là tiện lợi. Còn thớt equalizer một cái màn hình rất là lớn, đánh cái đèn nước lên rất là đẹp. Đây ví dụ rồi, đĩa mình chỉ cần đặt đĩa bên trong đó các bạn, không cần phải làm gì hết. Đây là chọn cái cổng vào nè, red input. Bấm nút này red, thế là xong. Tín hiệu cổng quang chúng ta cứ gắn dây sẵn và chúng ta chơi thôi. Còn bây giờ chúng ta play đĩa MIDI nhé các bạn. Từ đây bên này cái phần equalizer, cái thớt này nó cũng là thớt tín hiệu chính, nó sẽ nhận tín hiệu và xử lý. Còn lúc này âm ly là âm ly một cái âm ly thuần đó. Đây cái đèn vu đánh đó nè, nhưng mà giải cho mình giảm âm lượng. Có lỗ hai cái mic cắm micro nè, âm lượng của micro để karaoke nha các bạn. Nhà em ra về mới nhớ rằng quên display effect tình tao tình 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 tao đêm khuya thao thức mơ màng chờ mãi tìm đến cô nàng. Ngoại hình còn mới đẹp các bạn, khá là đẹp. Hệ thống loa 3 đường tiếng nhé. Đó các bạn thấy không? Mỗi loa cao 41cm và nặng 6,5kg. Với cái phần âm trầm riêng cái bass này là 16 mid 6cm, và cái phần trep siêu trep của nó có cái bọc cái hộp kim, có hộp kim nhôm, cái nhôm xung quanh nè. 2cm. Nó tán cái âm ra, âm trep rất là nhuyễn. Loa 3 đường tiếng âm tấp bạch và loa cũng khá là nặng. Dòng Kenwood được đầu tư rất bài bản các bạn. Loa bao quay. Và chúng ta quay lại cái thớt equalizer này nhé. Các bạn có thể chỉnh equalizer ở đây. Các chế độ equalizer cài đặt sẵn nè: rock, pop, disco, jazz,
Classic và Manual. Đây là chế độ tùy chỉnh. Các bạn có thể điều khiển theo cái chế độ tùy chỉnh của riêng mình theo ý thích. Lên xuống nè, các dải tầng nè. Đó, display thể hiện, cái này mình muốn chọn manual nè. Đó, bây giờ các dải tầng nha, mình bấm lại từ đầu nha các bạn. Đó, cái này là cân bằng nè. Mình trả về cân bằng đi. Các bạn có thể thấy cái các dải tầng nó thể hiện rất là rõ nè, 1 kHz, 2 kHz, vân vân. Đó, các bạn có thể tùy chỉnh 7 dải tầng tổng cộng nha các bạn. 7 dải tầng tổng cộng, và các bạn có thể lên cái mức cao nhất là cộng 4 decibel. 7 dải. Các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích của mỗi người riêng biệt nha. Manual là tùy chỉnh, đó, up, hoặc là chúng ta chỉnh theo chế độ cài đặt sẵn. Còn chế độ này là extra bass. Tăng bass treble cùng lúc này, các bạn thấy trên cái này. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó, nhưng em đâu rồi? Tình tàn, tình tương tình tàn. Bông hoa trên phím tươi cười người tiên. Đây, cái dàn đèn led xung quanh này các bạn. Nỗi buồn đêm đông, Hồng Trúc. Nhạc trữ tình rất là rõ ràng, tách bạch, chép rất là nhuyễn. Còn ở đây cái phần âm ly này, cái chế độ này là suột direct, có nghĩa là không tinh chỉnh gì hết, bấm vào là nó chạy trực tiếp luôn, nhạc sao nó vậy. Rồi sáng đèn lên tắt. Còn cái này chế độ NB, có nghĩa là tăng bass lên 2 nấc nữa, các bạn thấy không, 1 nấc 2 nấc, nó chỉ tăng riêng cái phần bass lên thôi. Còn cái S bass này có nghĩa là tăng bass chép cùng lúc, giống như loudness vậy các bạn. Đó, rất là nhiều chế độ tinh chỉnh nha. Còn chế độ SIS 3D này để dành xem phim, âm thanh vọng á, âm thanh vòm á các bạn. Đó. Và đây là hệ thống 6 đĩa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. 6 cái khay bấm ra liền, mà chọn cái đĩa nè, để chơi nè. Đó, 6. Đó, mình đang mở khay thứ nhất và bấm play. Nó sẽ đọc, nó rút cái đĩa vào bên trong để nó đưa vào con mắt để đọc. Đọc rất là nhanh các bạn. Đó, và tự nó chuyển qua cái thấp này. Còn đây là các cổng kết nối nè, AUX. Đó. Cổng AUX là kết nối điện thoại, máy tính bằng cổng 3.5 ở phía sau nha các bạn. Cái đèn nước đánh rất là đẹp. Hôm nay chúng ta test chức năng của con Kenwood H5 loa 3 đường tiếng dàn chung. Chúng ta có thể đặt 4 cột như vậy, hoặc là đặt 3 cột lên, 2 thất chiều cao lên nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.